Hello cả nhà. Hello. Đây đây là còn anh ca sĩ Lâm Minh. Xin chào cả nhà. Nổi tiếng với bài hát là hôm nay bây giờ mùa nước đủ. Là mùa nước đủ là tất cả anh nghe bài hát này là anh dụ với anh nghe. Đây, Nguyễn Chí Phương có một cô gái đẹp. Đây, rồi đây là em trai của anh, ca sĩ Lâm Trang Huy và hocker đến từ chợ Bơ. Đang cháy ba người luôn, thấy ba người luôn. Có ba người luôn à? Anh Liêm. Thấy ba người luôn. Hello tất cả anh em, bạn bè fan của Lâm Trang Huy. Ca sĩ Lâm Minh. Chào cả nhà. Anh đâu diễn thật. Thằng bồi. Cô gái đẹp. Cao. Hai đêm. Xin giới thiệu các bạn, ở đây là anh Huy hát bài Cách sống ở đời đi anh. Cách sống ở đời à? Anh ấy chia sẻ mạnh lên một ca. Anh Huy sẽ hát tặng anh em một bản nha. Đúng rồi. Anh ấy chia sẻ lên một ca đi. Anh Huy sẽ tất tặng anh em một bản. mình kêu gọi không ăn thua. Đây lấy rồi, gần rồi. Anh em chia sẻ mặt đi, chia sẻ lên một ca người. Huy hát tặng anh em một bản. Huy mua cho hết luôn. Em biết ăn sầu riêng không? Em mua sầu riêng đi. Sầu riêng đấy. Ai mua sầu riêng, tôi mua sầu riêng. Sầu riêng đi cả nhà nha. Đi mua mấy trái sầu riêng ăn nhá. Đấy, đây là trang giấy. Đấy. Em mua sầu riêng với anh Huy đi em. Anh. Em vô mua sầu riêng với anh Huy đi. Anh. Vì mặt anh dữ mà anh, em thấy anh hiền quá trời. Hiền lắm. Cũng hiền luôn. Làm buồn quá. Dạ đúng rồi. Anh chạy trả sầu đi. Thế bây giờ thấy anh hiền quá trời. Thôi quá em ơi. Anh Huy mua trái sầu riêng tặng cho cô gái đi. Anh Huy đang chạy giá. Có nghĩa là anh Huy anh đang trả giá là trái sầu riêng 100.000, anh trả xuống 95.000 mà không bán. Cái này 500 ơi. Tức có nghĩa là đang thương lượng một cái giá, đang thương lượng một cái giá. Không, chắc bà nè, bà thấy ca sĩ. Bà ở tầng giá. Bà thì anh em nhà mình đúng rồi. Bà nên thì em nhà hiểu. Bây giờ tụi em kéo vô 1.000 đi, anh Huy anh hát liền luôn. Rồi anh em chia sẻ lên 1 ca đi. Huy hát luôn bạn cho anh. Kéo vô 1 ca đi, kéo vô 1 ca đi. Chia sẻ mạnh đi. Cái nó bị hư, nó bị hư á. Hư rồi. Có nghĩa là Huy đang nghi ngờ đây là một cái muối nó bị hư. Trai ơi mà bán cái nước sợ. Cả nhà thấy đây, đây. Bán đây. 290.000. Là cái giấy sự riêng này trị giá là 300.000 nhưng mà là bị hư hết là phân nữa rồi. Bớt đi, bớt đi. Không,
em view lên rồi. Em mà đứng trước camera của tụi anh thì anh bao là đẹp luôn. Đó chết mấy đứa chưa? Đó. Trời ơi, khủng khiếp á. Bây giờ mấy anh em vô 2000 đi. Ba chỉ cho vài triệu. Vô 2000 là gì nè? Đó đây, vô 2000 đi, anh em kéo vô 2000 đi. Vô nè chị. Quýt quá em ơi. Đây cho khách. Ôi trời ơi thôi. 300.000 đây. Như thế này là 300.000 được không anh em? Không được. Chỉ được 5 muối thôi. 50.000. Ui giời ơi. Em một cái nhỏ nữa. Ok. Em ơi, khi nào có mấy cái dây cá tính, anh mời em nha. Dạ, vâng. Mọi người chưa dạy để em đăng trang sách quỷ, ok. Quá không ngon. Trang trái quỷ đi, ok bạn ạ. Tận view mình sẽ quỷ, ok. Cảm ơn hàng kịch nha. Cái gì mà chiếu bé này mà tim mới lên quá trời lên luôn. Mà phay của Lâm Trang Huy mà. Đâu quậy đây coi tim nó lên không. Tim lên không cả nhà chứ. Ôi hình như là tim rớt mẹ. Tim nó xuống rồi, nó rớt rồi. Thế mình quay chắc run tay quá anh. Kiểu này quay run tay nha. Trời, em làm avatar đi. Cảm ơn Dương Minh Hiếu đã lấy ảnh chị làm avatar. Ok. Thả tim cho em nhìn lại. Đó. Lên luôn. Lấy đủ ca rồi Huy ơi. 1000 chưa? Đó, 1 ca luôn Huy. Ghê vậy ta. Huy ơi, chết rồi, 1 ca rồi. Huy ơi, 1 ca rồi. Ca rồi, hát Huy ơi. Chia sẻ được cho anh đi. Em đẳng cấp á, nãy giờ kêu không được bé lên kêu chút xíu một ca. Bé này nè, quay của bé này nè. Lên rồi á, lên một ca rồi nha, mọi người ơi lên cứ đi anh ơi, đi xe hát tặng mọi người. Và tao cháy xe quẩy hết mình luôn, ok. Hứa là uy tín. Lên 2000 là anh Huy hát của bé này nhảy luôn. Nhảy luôn, đừng nhảy luôn. Phải từ hòa luôn, hò. Liên là Minh Hòa, em nhảy, Huy hát. Anh Huy, 1 ca rồi sao dễ kêu quá trời kìa. Đang chuyện chất nhẹ mà đánh tay chiêm. Em quay qua ống đang ăn kìa. Lên 2000 là đang chịu được đánh tay chiêm. Đây anh đi đang ăn. Đây mọi người lên đi. Đó 1 ca. 2 ca là vừa hát vừa nhảy luôn. 2 ca vừa hát vừa nhảy luôn. Ba ba người rồi đây. Nick Facebook của chị hả? Nick Facebook là Nguyễn Hồng Quyên và Trang Cháy mọi người nha. Anh ơi, bao nhiêu? Được quá đi. 1k3. Anh Huy à. Anh Huy phải giữ đúng lời hứa. Rồi không bà con là giữ chứ. Ăn thấy muối đi. Bà con để Lâm Trang Huy ăn thấy muối đã rồi. Rồi chậu. Ok. Bé đâu rồi? Bé lên view đẹp ghê hết à. Lên view mặt khiếp không? Sáng
lên luôn em. 1K3 rồi, 1K3 rồi, của em lên 1K3 rồi. Để lại nó lại coi cái thằng này. Ok, cảm ơn em ha. Vậy hát đi anh Huy đang là 1K3 rồi, anh em của nhà mình sau lại là yếu hơn ta, của người ta mới có đưa ra tí xíu 1K3 rồi. Anh em mình phải lên là ít nhất là 2K. Anh phải uy tín chứ, hứa lên 1K rưỡi luôn rồi kìa. Không, nhưng mà đang ăn nó làm được. Em quay vậy đi cái đi. Thủy hai. Hello. 6 người rồi đang coi. Ai đang ai rồi đó. Anh không muốn làm thứ ba đấy.